Vâng, hello, xin chào tất cả anh chị và con cô bác nha. Thì em Thịnh hôm nay lại lên trên em mình một em xe dòng Highlander Isuzu, dòng này siêu bền bỉ. Hả? Máy dầu đời cao 2009. Bánh keo bản đủ gia đình, xe không lỗi nhỏ nha anh chị nha. Dòng 2009 này được trang bị là có chụp bô rồi, số sàn máy dầu chạy rất là sướng, 5 cái vỏ mới như nhau nha anh chị nha. Anh chị nhìn nhận mâm nhìn vỏ nè, đã không? Đó, ăn tiền chỗ 4 cái vỏ, 4 cái mâm ha, rất là đẹp. Mới tin. Gầm bệ nội thất thì khỏi phải chê anh chị, rất là mới nha. Sàn bọng như cái dòng mà 7 chỗ gầm cao được, lúc nào cũng đẹp không có mục anh chị ha. Thợ nhanh lái nè, gương kính chỉnh điện, phom dáng đẹp ha. Bánh treo bản đủ, cái bánh xe cua ở dưới còn rất là mới luôn. Ở đây là anh xe một bánh, ở dưới này là một bánh, hai bánh nha anh chị nha. Bánh là bánh mới luôn, vỏ mới, biển 95 Hậu Giang, xe ngay chủ. Chất xe thì khỏi phải chê, rất là đẹp nha anh chị nha. Bình thùng sùng chỉ nè, nguyên rin hết nha anh chị. Em bật đèn lát cho anh chị thấy nè. Dấu điện là 100%, xe không lỗi, đầu đít nguyên rin. Lâu lâu muốn mua được một chiếc xe đẹp thế này ha anh chị ha. Xe này em chỉ bán cho anh em người dân xài, không bán lái nha. Đó, để nói trước để anh em lái điện mất công. Xe nguyên rin không lỗi nhỏ, rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Con đậu nữa nè, đầy đủ. Rất là đẹp ha, sơn xi mình thùng thắng băng, có đuôi gió, ba ga nóc. Bốn cái vỏ như nhau ha, bốn vỏ mới như nhau hết. Mâm vỏ bọng ok, sườn bọng mình thùng thẳng băng. Gầm bệ rất là mới anh chị ha. Bệ bước cũng rất là đẹp và sơn xi khỏi phải chê luôn anh chị. Bước vô nội thất thì tuyệt vời hơn nữa, nguyên dàn ghế da mới. Có ghế tì tai, 7 chỗ ngồi gầm cao, thích hợp em về chạy dịch vụ, chạy che mưa cho nắng, chạy cả một gia đình ha. Đời cao 2009 mắc đời luôn rồi. Tắp ly, tắp lô rất là đẹp. Thì xe này bên em đang muốn báo giá tiền là 236 triệu cho một em Highlander máy dầu 2009. Nếu anh em nào mà muốn máy dầu Highlander mà giá rẻ hơn thì sẽ có một xe màu đen nữa. Màu đen thì mới về tới Bến Tre, mốt về tới Bến Tre. Thì em Highlander đấy là 205, em bán 195 ha. Em này là 209, em bán 236. Đó, thích hợp cho nên em chọn nha. Ngoài ra những dòng 7 chỗ em còn rất là nhiều. Em còn Highlander nè, em còn Innova nè, em còn Evergate nè, em còn Isuzu, em còn Jolly nè, em còn Vivan 7 chỗ, em còn Captiva số sàn, Captiva số tự động nè, Innova G 208, Innova G 210, em còn thêm gì nữa ta, thêm dây nữa, Toyota dây nữa anh chị, nhiều lắm nha. Anh em mình qua chọn lựa thoải mái luôn, dàn ghế rất là đẹp, tuyệt vời luôn nè anh chị. Tắp ly quá đẹp, vô lăng cũng còn mới tinh luôn nè, còn rất là mới, chìa khóa lóc cửa hai chìa đầy đủ. Anh em muốn lên màn hình Android thêm 5,5 triệu nha, lên màn hình Android cho anh em liền luôn, đó, vũ số nè. Còn vỏ băng trần thì quá đẹp, trần là nguyên cái trần da mới ha anh chị ha, đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Giá tiền này thì quá rẻ rồi, có 236 triệu thôi. Chính bấm keo chỉ là một sùng chỉ là nguyên rin nha anh chị nha. Đặc biệt là có chục bô chạy rất tiết kiệm dầu, 100 cây chạy 5,5 lít dầu ha. Đăng kiểm thì tới cuối năm mới hết kiểm. Phơm dán thì khỏi phải chê, mình thùng sơn xi nguyên rin, sơn rin còn 60% ha anh chị ha. Isuzu nè, để em nổ máy mở capo cho nên mình xem luôn, rất là đẹp rồi. Anh em mua xe về chứ lên xe mà chạy nó không tốn ngàn nào nữa nha, cam kết với anh chị luôn. Chính bóng auto luôn nè, gương chính chỉnh điện nha anh chị, nhích nhẹ nổ liền, máy lạnh teo nha anh chị nhé. Ok, để bây giờ em quay cái máy cho nên mình xem ha. Máy em quá, máy có chục bô, cái máy sẵn là luôn nè, 2.5 turbo ha, máy dầu. Anh em biết em thích cái xe này chỗ nào không? Thích cái chỗ là tem bọng nguyên rin còn tới giờ luôn nè, đó tem bọng nhà tới sức tới giờ, xương đầu nữa nè, rin hết, logo tem bọng nhãn mát rin 100%, còn cái nỉ chống nhiệt độ ở trong xe nữa nè. Máy dầu thì chạy quá sướng rồi anh chị. Còn một miếng hơi miếng thối luôn anh chị ha, máy dầu dèo quá em, thường máy dầu là anh em mở ra sẽ có một miếng hơi bay lên mà hơi cái màu nó màu đen đen ha, thì đó là cái thối á. Rồi con này chưa có luôn, rất là chất lượng, máy lạnh thì lạnh teo, cục bô đang hoạt động hình bình thường còn nghiêm chỉnh luôn đó, chạy rất là sướng. Bánh keo bản đủ, bánh là bánh keo riêng nha anh chị nha, chứ hơi bánh keo lên nha. Anh em lưu ý mua dòng Highlander này có một số dòng là xe người ta bán người ta bùa, mấy anh em lái mà không có tâm người ta mua bánh gầm rồi ta bùa lên bánh treo, anh em không biết ha. Nhưng mà riêng em thì khó có thể mà bị người ta gạt, em không gạt người ta thôi chứ không ai gạt em được, xui lắm mới bị gạt thôi. Dấu điện nguyên sao
xe thì tuyệt vời vậy anh chị ha, quá đẹp. Rồi thì anh em nào mà ưng xe này thì liên hệ ngay cho em Thịnh qua số hồi 0834333371 hoặc 0397026935. Cái số trên thì đều có Zalo ha anh chị ha. Đó. Chứ điện không được cứ nhắn qua Zalo em sẽ trả lời nha. Nhìn hết. Quá đẹp. Ở đây có cái đồ máng, đồ móc bên anh chị móc để đồ nữa. Tiện lợi lắm. Rồi ok, anh chị em nào yêu thì liên hệ cho em nha. Cảm ơn anh chị em mình nhiều nha.